Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Bài ca trong đêm, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Thi Thiên thứ 103 từ câu 1 đến câu 14. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi. Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công chính và công lý cho mọi người bị áp bức. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Vì cách tầng trời cách xa mặt đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng ta được nắng nên từ đâu, Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Thi Thiên thứ 103 câu 8. Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Mặt trời đã lặn từ lâu khi nhà chúng tôi đột ngột mất điện. Tôi ở nhà với hai đứa con nhỏ, và đây là lần đầu tiên chúng tôi trải qua tình huống này. Sau khi xác minh rằng công ty điện lực đã biết về sự cố, tôi tìm được vài cây nến. Tôi và các con xúm lại trong nhà bếp quanh ngọn lửa bập bùng. Các con có vẻ bồn chồn và lo lắng, vì vậy chúng tôi bắt đầu hát. Chẳng mấy chốc, vẻ lo lắng trên khuôn mặt chúng được thay thế bằng những nụ cười. Đôi khi, trong những khoảnh khắc tối tăm nhất, chúng ta cần một bài ca. Thi Thiên thứ 103 là bài thi thiên được cầu nguyện hoặc hát lên sau khi dân sự của Chúa từ chốn lưu đày trở về quê hương bị tàn phá. Trong thời khắc khủng hoảng, họ cần phải hát. Nhưng không phải hát bất kỳ bài hát nào. Họ cần hát về Chúa là ai và Ngài làm gì. Thi Thiên thứ 103 cũng giúp chúng ta nhớ rằng Chúa giàu lòng thương xót, nhân từ, nhẫn nại và đầy tình yêu thương. Và nếu chúng ta tự hỏi liệu sự đoán phạt tội lỗi có còn ở trên chúng ta hay không, thì thi thiên này tuyên bố rằng Chúa không nóng giận, Ngài tha thứ và thương xót. Đây là điều tuyệt vời để hát lên trong những đêm tăm tối của cuộc đời chúng ta. Có lẽ đó là nơi bạn tìm thấy chính mình, trong một nơi tăm tối và khó khăn. Tự hỏi liệu Chúa có thật sự tốt không, và nghi ngờ về tình yêu của Ngài dành cho bạn. Nếu vậy, hãy cầu nguyện và hát ngợi khen đấng tràn đầy tình yêu thương. Hành động cứu rỗi nào của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu cho bạn bức tranh rõ hơn về Ngài? Ngài nhìn bạn như thế nào? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Chúa Giê-xu ơi, xin giúp con thấy tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua cuộc đời, sự chết và sự sống lại của Ngài. Xin khiến con ngẩng đầu lên để con có thể hát về sự tốt lành và thành tín của Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.